Xin chào mọi người nhé. Hôm nay đi cùng với các chú ở trong công ty đi khai thác đi hái cái trái của cây tân của mình. Đang đây mình cây sườn chiếc sườn mà lá của công ty mình. Điền như mấy chú đang chạy trên lạc nữa trên cái vườn hái của công ty Điền á. Đây là một cái bờ của con người ấy này, đây là bờ một cái mình có cây nước cây tre này. Đây là trong dự án cũng như đây là ngày xưa là có một cái số cái mã của người dân của mình. Đây cái mã này người ta đã bóc đi rồi thì lạch này hồi xưa nó nhỏ tôi nhưng mà thằng án cho xe vét á, vét cái đường lớn rồi. Đây là những cái hàng nước mà trước kia là của người dân đó. Họ trồng cách đây chắc khoảng mười mấy 20 năm rồi. Mình có những cái cây lớn như thế này. Đằng này đi ở thì may mắn là trời hôm nay mát mẻ rồi mọi người. Trời còn xanh. Rất là mát mẻ rồi mọi người. Từ cái chỗ Niên làm đến ra cái dự án này chắc ra cái chỗ mà Niên cây hái trái đông á thì cách cũng khoảng 2 cây số rồi để dùng ba lá rồi người. Đây là những cái bờ mà ngày xưa người dân trồng đấy, người ta giữ bờ người ta nuôi hồ nuôi tôm nuôi cua á, nhưng bây giờ thì dùng những cái dự án thì nó cải tạo hết lại rồi. Bình hông canh rừng này với cái cây nước này là cái rừng ngày xưa mình trồng mọi người, hôm nay nó phát triển rồi đây, mình trồng nguyên đất này. Đây là ba chân chéo đang chạy xuống đây, nhìn cảnh chiều mọi người nhỉ. Làm ở đây không có gì vui mình. Ở đây mát mẻ, chim chóc gần gũi thiên nhiên. Đây đi vào tới cái khu niên trồng niên hái trái rồi. Trong khu này thì nó có những cái bì người ta nuôi cá mú này, cá dìa này, cá bốt nữa. Đấy, trước mặt mọi người đây là cái khu mình đang chuẩn bị hái này. Vô đây. Cho mày cặp bến rồi mọi người ơi. Rồi nên sẽ chuẩn bị một cái mép để phèo cái trái này mọi người, mép cái trái để hái trái xuống nha mọi người. Đây. Phải cột một niên chủng mùi một cái cây dài tầm 3 mét chứ niên sử dụng thêm một cái mép dài khoảng tầm 1 mét rưỡi nha mọi người, thành khoảng 4-5 mét gì đó thì mới hái được, càng dài càng tốt mọi người. Nếu mà mọi người có một cái cây dài thì càng tốt nữa mọi người, dùng cái dây thun cột buộc lại chặt như thế này
Đấy. Đây là lúc mà Niên với mấy chú hái trái nè, mọi người đứng trên xuồng hái này, tại vì mà ở ngoài mặt nước này thì đứng trên bờ hái không được nha mọi người, nên phải đứng lên xuồng hái như thế này, hái rồi nhặt bỏ lên xuồng Chào Niên. đấy. Nó vừa chống dập theo như thế này. Nên hái như này thì nó hơi khó một xíu, nhưng mà phải bắt buộc phải hái như thế này mọi người, tại vì nó ở trên mặt nước này, mình muốn hái mình đứng hái cũng khó, hái nó rớt rồi mình mép vào mình, rồi mình nhặt mình bỏ lên xuồng, rồi mình bỏ vào bao xe mọi người đấy, chống dọc theo như thế này. Mấy trái nào mà nó sắc sắc thì có thể đứng thò tay lên ta hái cũng được. Đấy, nên mấy trái thấp thấp như thế này có thể thò tay lên hái cũng được, nhưng mà mấy trái cao thì cũng phải phèo xuống nha mọi người, hái cái phèo ngắn phèo, chứ không thì hái cũng không có được đâu mọi người. Đấy, Đây là phèo xuống như thế. ngày 28 tháng 6 nha mọi người. Đấy, Niên sẽ cùng các chú ở chỗ đơn vị Niên đang đang làm, Niên sẽ đi thu hoạch cái trái đơn nha mọi người. Cái trái này thì nó to và nó dài lắm chứ, treo họ bằng đứa thì nó là to, rất to và dài mọi người. Đấy, đấy. Các anh chị thấy không? Nó rất là to và dài, nó dài chứ phải 50-60 cm á. Đó, rất là nhiều. Cái này thì có hai phương cái hai cách để khai thác trái nha. Một là chúng ta có thể trèo lên trên cây và ta rung, nó rớt xuống, trái chín rớt xuống. Chú đang đang dùng cây mắt để hái trái này mọi người. Tôi đang hái mấy cái trái lên 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 cao mà mình cái cây mình trèo lên không được đó. À, trái này này. Đây là nguyên một cái bờ cây đơn luôn nha mọi người. Đây, cây đơn này. Đây, trái của nó trên cây đây mọi người thấy không? Trái nó như thế này. Đây là trái nó chín rồi nha mọi người. Khi mà trái nó chín thì ngay cái chỗ này thì nó sẽ nứt ra như thế này. Và nó như nứt như thế này. Đây là cái trụ mầm nha mọi người, trụ mầm của nó. Đấy. Tùy vào thời tiết nắng hay là không không nắng, ví dụ như trời mà nó nắng quá thì mọi người có thể để cái cuống này luôn nha. Còn nếu mà trời nó mát thì mọi người có thể lấy cái cuống ra, hãy trồng cũng được, tùy theo thời tiết mà cái nhiệt độ mà thích hợp mà chúng ta có thể lấy cái cuống nó hoặc là không không có lấy cái cuống của nó. Khi mà ta đấy, khi mà chúng ta trồng xuống thì trời điều kiện mát thuận lợi thì chúng ta có thể trồng như thế này. Đấy, ta cua ta bị cái cuốn ra, ta cái cuốn nó như thế này, cuốn nó rất là to đấy mọi người. Ta bị ra như thế này, ta trồng xuống. Khi mà ta trồng xuống thì những cái đoạn này này bắt đầu là nó mới buông rễ ra như thế ra xung quanh này. Cái này thì có chúng ta không không ví dụ như mấy cái cây mà nó nhỏ mà chúng ta trèo lên không được á, không rung được á, thì chúng ta lấy cái phèo ta trèo, ta móc, ta hái được trái hay từ từng chùm. Nhưng mà nếu mà cái nó to, trèo dễ trèo thì chúng ta trèo nó ta rung thì nó nhanh hơn. Nhưng mọi người, này, mọi người lưu ý là trái là cái cây đơn này á, tùy theo vào mùa mưa nhiều hay mưa ít. Nếu mà trời mà mưa nhiều quá nhiều á thì nó sẽ không có
có trái nha mọi người, hoặc là có trái rất ít. Năm nay trời nó ít mưa này, nó bắt đầu trái, đậu trái cái năm vừa rồi, năm 2022 á, là trời mưa nhiều là trái nó đậu rất ít mọi người. Nè. Trái trưng đưng này á, thì chiều niên nay niên hái này á, thì chiều niên về niên niên ra niên kém ngoài rừng luôn mọi người nha, chứ niên không có ươm mà bì, tại vì trái đang nhiều á, niên tranh thủ niên 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 hái trái niên ra niên niên trồng niên kém trước, rồi sau này ít lần á, thì niên chỉ lấy một số lượng mà vài ngàn niên ươm mà bì để sau này mà cho chuyển đi ra trồng nó dễ hơn. Nói về trồng rừng thì ví dụ như cái mọi người lưu ý là ví dụ như cái cây đước này á, khi mà ta thu hái ta về ta ươm vào bì á, thì ta đi trồng á, thì nó hiệu quả hơn là ta đem ra ta kém thực tế, ta kém hơn, kém trực tiếp ngoài bãi ngoài rừng nha mọi người, tại vì vì nó số lượng nhiều nên ươm không hết á, nên mới kém này thôi, chứ còn nếu mà đã là trồng rừng thì chúng ta nên ươm vào bì và rồi chúng ta mới thực hiện là nuôi nuôi nó trong vòng trong 6 tháng đến 1 năm thì chúng ta mới đem ra đi ươm trồng. Đối với những cái cây này thì tốt nhất là khi mà ta ươm á, thường thì nếu mà theo những cái tài liệu thì người ta nói là ươm có thể là chúng ta ta ươm trong vòng tầm khoảng vài tháng, khi nó được từ 6 lá mầm trở lên đó thì chúng ta có thể trồng được, nhưng mà đối với niên á, theo kinh nghiệm của niên thì chúng ta ươm khi nào mà nó ra cái rễ thở nó tầm hơn 1 năm á thì chúng ta trồng thì nó thì hiệu quả nó cao hơn, cây lúc đó nó vừa già rồi cái bộ rễ nó mạnh, nó đủ sức để nó bung ra cái rễ kẹp xuống rễ xung quanh đó mọi người. Nó đung ra cái rễ thở, đung ra cái rễ sinh thân nó đó, thì lúc đó cây nó mới mạnh, chứ còn mà nó chỉ có một cái thân với cái rễ ở dưới thôi đó, thì cây nó sẽ nó rất là khó, vì nó có sống đi nữa thì cái con giáp sắt nó ăn nó cũng chết liền này. Còn nếu mà khi chúng ta vô bì đó, thì cây nó sẽ để cái rễ thở nó ra thì cây nó sẽ mạnh hơn. Đây là cái rễ nó ra như thế này này. Nên sẽ quay cái rễ nó. Đây là cái niên ví dụ thôi nha. Chứ còn cái cây này là cái cây lớn rồi. Ở đây cây nhỏ thì nó chưa có cái rễ thở. Đấy. Nó khi nào mà mình ươm mà nó ra cái rễ đây này ở trên thân nó như thế này thì lúc đó chúng ta đi trồng á thì nó sẽ hiệu quả hơn, cây nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ tốc độ phát triển nhanh hơn. Chứ còn chúng ta mà nôn nóng mà vì trồng thì đước mà nó rất là dễ, dòng đước đưng thì rất là dễ. Đấy, cái đưng này thì ví dụ mọi người cắm á, cắm xuống tầm hơn 1 tháng mà nó đã phát triển bung mầm bung nó đã phát triển rồi. Đấy, tầm 3 tháng là nó đã đủ, nó đã phát triển mạnh rồi. Đấy, như cái cây như thế này. Đấy, thì nó phát triển ở trong vườn rất mạnh, nhưng mà thật sự mọi người đem ra ngoài rừng á, ngoài cái để thực hiện công tác trong rừng á, thì nó lại không được hiệu quả lắm. Đấy, nhưng mà cũng phải là tùy theo từng cái vị trí mà trong rừng mà chúng ta thực hiện, ta trồng cái cây nào cho nó phù hợp. Ví dụ như ta trồng ở trong cái vị trí mà nó ít xém gió, thể nền nó cao thì chúng ta có thể trồng sớm hơn một xíu, chúng ta không cần đợi nó ra cái rễ thở cũng được, chúng ta có thể trồng sớm một tí. Tại vì những cái khu đó thì nó cao á, thì nó cũng ít cái con giáp sát hơn mọi người. Đó, cái rễ nó ra như thế này, này. Đấy, nó cái con rễ ra như thế, nó rễ như kiểu ra như vậy thì nó sẽ dễ sống hơn.
Nên là mọi người phải lưu ý như vậy, chứ không phải là nó nhất nhất là phải là tới thời điểm đó chúng ta mới trồng đó mọi người. À, tùy theo cái vị trí, tùy theo điều kiện tự nhiên, nước, rồi bên gió, rồi thể nền như thế nào, chất lượng đất như thế nào, thì chúng ta mới thực hiện trồng hoặc là không trồng, trồng ở giai đoạn nào, trồng phù hợp. Đấy. Chứ không phải là cứ chỗ nào cũng nhất nhất là một cái hình thức trồng thì nó sẽ không đạt hiệu quả nha mọi người. Ví dụ như cái chỗ nào mà nó quá sâu á, nó sâu á, thì nhưng mà khả năng chúng ta trồng nước đưa trong trong nước trồng đơn được á, trong cái đơn này được á, thì chúng ta có thể để cái cây nó già hơn một xíu, cái hệ rễ thở nó có thể thực hiện, có thể nó bắt đầu phát triển, thì chúng ta mới đem cái cây giống này mình ra chúng ta trồng. Còn mà đối với những cái vị trí mà nó thể nền nó cao, ít sóng gió, thì chúng ta có thể, một là chúng ta kém cái trụ mầm trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể là trồng cái cây trong bì, trong vòng mình ươm tầm 3 tháng là mình có thể trồng được nha, 3 hay 4 tháng mình có trồng được. Ừ. Nên là tùy theo như thế, chứ không phải là và lúc nào chúng ta cũng áp dụng một cái công thức thì nó sẽ không hiệu quả đâu nha mọi người. Ừ. Cái đơn này thì nó cái trái nó cái trái nó như thế, trụ dài như thế này là nó có vị chắc chắc mọi người. Thường thì nó cái là một cái món ăn mà vừa là cái chỗ trú ngụ của cái con giáp sát chân đều, nên là khi chúng ta trồng xuống thì nếu mà cái chỗ khu vực đó mà nó quá nhiều cái con giáp sát thì nó ăn hết. Đấy. Thấy cái mùa vụ của cái trái này thời điểm Niên đang quay lúc đầu video Niên cũng đã nói cái thời gian của nó rồi á, thời gian cái trái nó như thế này. Mọi người khi mà hái trái là phải lưu ý là cái trái nó phải như cái này, phải đảm bảo là nó chín rồi mọi người hái nha, chứ đừng có nôn hái quá sớm. Thì thứ nhất là nó khi mà ta hái sớm á thì trái nó non á thì nó rất là yếu, nó sẽ gặn như là nó dài á, nên là nó sẽ ngã qua ngã lại, nó không có đứng thẳng. Nhưng mà khi mà nó già, nó chín rồi á thì cái cành cái trụ mầm nó cứng thì nó sẽ không có bị ngã qua ngã lại. Đó. Ví dụ như khi mà còn non thì nó sẽ ngã xuống như thế này. Đó. Nó yếu, nó sẽ ngẹo xuống này, hoặc là chúng nó ngẹo hơn nữa, nó ngẹo như thế này. Đó. Ngẹo như thế này mọi người, ngẹo hơn nữa. Đó. Nhưng mà khi mà trái mình thật sự nó chín rồi thì nó mình kém nó sẽ đứng như thế này, kém nó đứng như này, và chúng ta có thể bẻ cái này được. Còn cái trái non khi chúng bẻ thế này thì nó sẽ ghẻ luôn cái mầm của nó. Ừ. Chứ không phải là khi nào chú hái tôi thấy có trái là chú hái được đâu nha mọi người. Khi nào có trái như được như thế này chúng ta mới hái. Cái này là cái đơn ngang, cái đơn cái đăng nha. Cái này thì chúng ta nên hái và trồng những cái vị trí mà cái thế bùn, thế nền bùn nhiều nha mọi người. Chứ còn cái nền cát nhiều thì nó cũng sống nhưng mà nó không bằng những cái tính mình bùn xét nha. Đấy, đây là cái bờ của người dân ngày xưa người ta làm mấy này. Đây. Đây là bây giờ sáng nay thì Niên với mấy chú đang thu hái trái này nè. Chú nãy chú dùng cái móc á, chú thu một mớ trái rồi. Bây giờ chú đang gom khum trái lại. Đây là chú Vũ nè. Trời ơi, chú năm nay gần 70 tuổi rồi mà chú khỏe lắm mọi người. Đây. 80 tuổi rồi. Trời ơi, chú 70 tuổi rồi mà chú còn như trai 18 mọi người. Khỏe từ trong cơ thể tới khỏe tới cái món kia nữa mọi người. Đây, đây trái thù như thế này.
Rồi, video hôm nay anh em quay cái công việc mà thu hái trái của cái cây cây đăng cho mọi người xem. Mọi người xem video nhớ đăng cái kênh like, và những cái gì mà mọi người cần thắc mắc thì có thể liên hệ cho số điện thoại của Niên, hoặc là nhắn tin lên bình luận, hoặc là kết bạn trên Facebook, hoặc là Zalo trên cái số điện thoại đó cũng được. Facebook của Niên là Facebook Niên Trần nha mọi người. Hoặc là số điện thoại 0989602344 nha mọi người. Mọi người cần cái thông tin gì thì liên hệ, hoặc là mọi người cần số lượng trái để ươm làm giống á thì mọi người cũng có thể liên hệ Niên. Niên cũng cung cấp trái giống cho mọi người nha. Rồi, hẹn mọi người tới video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.